Xin chào các bạn, đây là mình Duck 25 đây. Chủ đề về cướp đường phố luôn là một cái gì đấy cực kỳ dọc content cho chúng ta khai thác. Hơn nữa 2025 đang đến gần và điều đó lại càng gây một sức hút mạnh mẽ hơn. Nhưng các bạn biết gì không? Lần gần đây nhất tôi làm về một video chủ đề về cái tên là hơn một năm trước. Holy, đáng nhẽ tôi nên vắt sữa cái content này hơn cả sao đã vắt sữa GTA 5 mới đúng. Và yeah, chắc chắn là chỉ con game này ra rồi. Và đó, các bạn có thể thấy đấy, tại sao hết game nào hay ho trên máy tính mà sang mấy phiên bản nhái trên điện thoại đều như vậy? Còn cái gì nữa đây? GTE là cái gì? Thực sự không hiểu nổi luôn ý. Trừ Gaster Vegas của Gearlock thì quá nổi rồi. Nhưng chính mày năm xưa đã lừa mất 15.000 của tao, à của mẹ tao, cay thế nhở? Nhưng nói gì thì nói, mặc dù mấy game GTA kia lỏ thì lỏ thật, nhưng lừa tải thì cực kỳ cao. Vì thế tôi vẫn chưa thể xách cổ lên mà thịt vội được. Thôi thì cho nó con đường sống, dù sao thì cũng là con người mà. Nhưng rất may mắn, trong lúc mình đang bế tắc vãi cả ò thì có một bạn fan inbox cho mình và recommend một con game GTA siêu lò chỉ với 1.000 lượt tải. Và quan trọng hơn hết là... mà thôi bỏ qua đi. Và con game này là Grand Gangster Auto Zap Game. What the? Mẹ, tên game nghe khùng núm vậy cu. Và độ khùng núm sẽ tăng 200% khi tên game này được dịch sang tiếng Việt. Nhưng đáng tiếc điện thoại tôi sách tay nên chỉ hiện tiếng Anh. Đó là lý do tôi phải vận 10% não bộ để đọc tiếng Anh cho các bạn nghe. Lầy theo. Và con game này chỉ có 1.000 lượt tải với dung lượng chỉ có 128MB. Với dung lượng ít ỏi này đương nhiên tôi cũng chả kỳ vọng quá nhiều cho con game này. Nhìn qua thì ai à, mẹ chồng mẹ Hollywood thế nhỉ. Ui 456 này, ui ảo vãi. Đây có lẽ là phiên bản hàng nhái ít người chơi nhất mà tôi từng thấy. Ok, cốt thôi nào. Lầy theo. Ấu ra chúng ta đã vào game và... yo, what? Vậy là ngay từ đầu tôi đã có 50.000 đô để làm vốn rồi. Và sau đó tôi chọn thuê mặt bằng và để mở một công ty nào đó. Và yeah, tôi đã mở được một công ty. Yeah, và các bạn thấy đấy, cho dù có làm xã hội đen hay là gì đi nữa thì chúng ta vẫn phải bán mình cho tư bản để gọi là nâng cấp cho công ty thôi. Và ở đây chúng ta có một con Rolls Royce mạ vàng, holy. Nhưng để có được em nó thì tôi phải làm đủ thứ nhiệm vụ từ cái thằng sếp này. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là sếp của tôi. Ông này sẽ giao cho tôi đủ thứ công việc từ vận chuyển các loại xe này, là mafia này, hay là những máy móc hạng nặng ở công trường. Và cũng như bao thằng con trai khác, đương nhiên là tôi sẽ chọn làm mafia rồi chứ còn cái gì nữa. Mấy công việc kia chỉ có hạng đẳng mới làm. Trong nhiệm vụ lần này tôi sẽ đánh bom một chiếc xe cảnh sát. Ui chồng mẹ Hollywood phết nhở. Đây, hoành tá tràng nhá. Meanwhile, đặt bom và... yo, đôi công việc này có ý nghĩa gì? Đáng lẽ tôi phải làm một cái việc gì đó lớn lao như kiểu khủng bố hay là đại loại gì. Ui xôi ui, bố của Hollywood luôn. Và giờ tôi đã bị truy nã. What the hell. Thực sự vừa nay tôi làm một điều khá là sàm chó. Và ui cảnh sát kéo gì xe xịn thế. What. Nhưng bây giờ tôi đang bị truy nã và bây giờ tôi phải trốn khỏi cảnh sát. Mẹ bị bắt rồi à. Yo what. Thế là hoàn thành nhiệm vụ ấy à. Rồi cái cảnh rượt đuổi của cảnh sát gây cấn của tôi đâu. Bạn lại lừa tôi rồi. Bạn lừa tôi rồi. Nói thật chứ nếu mà thằng phát triển game này mà hợp tác với Michael Bay Hollywood thì Avengers Endgame hay Avatar chỉ là còn là cái tên mà thôi. Và yeah, sau quả đổi bắt hết sức khủng nố thì tôi đã lời được một con xe cảnh sát Lamborghini mà không mất một cái gì cả. Mấy ông cảnh sát này giàu đến nỗi cũng chả cần lấy lại xe luôn. Ui mẹ, đúng cảnh sát này chỉ có cảnh sát Dubai thôi các bạn ạ. Ui mẹ, thì ra đây là cướp đường phố phiên bản Dubai à. Hay thế nhở. 5 minutes later. Nhưng thôi bỏ qua đi, để đạt được ước mơ tán gái với con Rolls Royce mạ vàng thì bây giờ tôi phải cày cuốc như một con trâu. Và lần này tôi sẽ thử sức với công việc nặng ngoài công trường xem sao. A few inches later. Rồi, tới địa điểm rồi anh em ơi. Ôi, ây, đau quá. Ôi giời ơi, lại còn quảng cáo nữa, thôi xin đấy. Ok, mày quá. Yo, what, mẹ đổ cả xe mày xúc luôn à mày. Ui, tông phát mẹ bay luôn cả bóng lên luôn này. Ui ôi, khả năng tôi không phải con người các bạn ơi. Tôi là thực thể gì đó đang xâm chiếm trái đất rồi. Và bây giờ tôi phải lái con máy xúc này đến công trường và... Ôi em xin lỗi anh nhá. Nhưng mà trông quả đấy đau thật đấy anh em ạ. Mà quả game này nó lồng cái tiếng hét ghê rợn vãi trưởng. Đó mẹ, các bạn thấy chưa? Nghe như kiểu tiếng ai đó đang ai oán than khóc ấy mẹ, ghê vãi. Mà có cái gì to tát đâu, có mỗi cái máy xúc tung vào ấy mà. Thì nếu mà bị tung phát thì bạn đi luôn chứ không có thời gian mà la hét đâu.
Yeah, và tôi đã đến địa điểm, một địa điểm cực kỳ đắc địa, đó chính là một hòn đảo. Một vị trí vừa đắc địa vừa đẹp đẽ như thế này thì chỉ có sinh nhà tù hoặc là lâu đài tình ái. Lần này tôi phải thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Chỉ vì thằng chết chơi ngu mà để phía kẻ thù luộc mất con siêu xe nên giờ mình phải chuộc lại. Mà chuộc lại bằng cách nào thì các bạn biết rồi đấy. Đây rồi, hàng nóng đây rồi. Cuộc đời bọn mày đến đây là kết thúc. Wow, đúng như tôi nghĩ, cơ thể tôi được trang bị như kiểu một bộ giáp kim cương vậy. Quá là trâu bò cho nên xử mấy bọn này dễ quá, cho nên tôi phải làm cái gì đó để tăng kịch tính lên. Nó phải gọi là Hollywood một tí. Đấy rồi, tôi có cách rồi, tôi sẽ dùng ô tô này phi thẳng vào đấy cho nó trông máu lửa nhá. Tôi cần phải làm một cái gì đó mang tính bộc phá, đúng chất với một tên mafia đích thực. Đấy, còn hàng tới rồi, mày. Ảo vãi trời, quên mẹ thằng này cũng như kiểu đồng loại với mình hay sao ấy, trâu vãi mẹ, bốc cái đít xe luôn này, ảo thật. Nhưng mà đương nhiên rồi, làm sao mà trâu bằng tôi được, tuổi rồi. Đấy, con xe của sếp đấy, ui mẹ sếp toán đi xe xịn rồi. Đúng mẹ thể loại cướp đường phố phiên bản Dubai có khác mà. A few inches later. Cho đến giờ thì tôi vẫn không hiểu họ chế tạo cái con xe dài vãi cái tên này để làm cái gì. Trông mất cân đối vãi trưởng, nhìn như kiểu photoshop ấy, nhưng hoàn toàn có thật. Thế chứ xe này đi đường Việt Nam chỉ có vượt đố quẹo được luôn chứ đừng nói là đi. Nhưng trong game này thì khác, em nó chính là thứ giúp ta có được Rolls Royce mà vàng đấy em ơi. Oh my god, 20% rồi. Tôi biết là sao để có được Rolls Royce mẹ vàng rồi. Tại vị trí này trên bản đồ, nơi mà anh em sẽ gặp được ông boss của mình. Anh em hãy cố gắng làm nhiệm vụ vận chuyển ngay tát đầu tiên này, anh em sẽ nhận được Rolls Royce. Golden Rolls Royce ơi, anh đến với em đây. Lần này tôi nhận một chuyến lái xe đầu kéo và chở thùng container này. Tôi không biết trong thùng container này có gì, nhưng mà ui nặng vãi cả trưởng mẹ, cái xe này đi chậm như đồ bò. Nhưng cho dù có chậm hay là nhanh thì việc đó cũng không hề quan trọng. Không sớm thì muộn thì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ này, bởi vì nó là nhiệm vụ rất là đơn giản. Ôi thôi, chạch bánh rồi. Úi dồi ôi, không sao. Xe này có cơ chế tự động lật lên mà, không phải lo. Bây giờ việc tôi là lên cái dốc khốn nạn này thôi. Đem, nhưng mà tôi ngửi thấy mùi thum thùm ở đây rồi đấy mẹ. Vốn dĩ cái xe này động cơ nó đã yếu xìu rồi, không biết có lên được không. Nào, cố lên, cố. Úi dồi ôi, thôi yếu lên được các bạn ơi. Thôi bỏ mẹ tôi rồi, thế là chấm hết. Con xe này quá là rác rưởi. Lên đi cho tao coi lên. Much later. Bây giờ thì tôi phải vận chuyển cái con xe máy này. Đó các bạn thấy rồi, dù trời nắng lại 40 độ vẫn phải cày cuốc thôi. Vẫn phải làm việc cày cuốc như một con trâu. Để mà có ước mơ cao cả lái Rolls Royce mạ vàng để đi cua gái thì việc gì cũng phải làm thôi. Nhưng mà nói thật, ngoài đời mà mấy việc này đổi được con Rolls Royce mạ vàng thì có chết thì tôi vẫn phải làm. bây giờ đưa con xe máy này lên đây đúng không? Quá đơn giản, ngay một phát đầu tiên được luôn. Xe ta bon trên dặm đường, giữa làng quê ta băng bao suối đèo đồi. Ôi, lộn đường, quay. Thề với các bạn, trong tất cả các nhiệm vụ tôi ghét nhất mấy cái nhiệm vụ đi xe tải này luôn. Cái mẹ, đã đi chậm thì chớ rồi, lại còn bị tung vào nữa. Các bạn cứ hiểu là cái động cơ của xe này như kiểu các bạn đi trên cát linh hồn, mà lại còn bị đụng vào nữa. Chả khác gì vừa đi trên cát linh hồn vừa đi trên mạng nhện cả. Khó chịu cực kỳ. 5 minutes later. Bây giờ tôi đang làm một cái nhiệm vụ có lẽ là sàm chó nhất mà tôi từng biết. Đó chính là trộm một con xe cảnh sát. What? Chả hiểu cái thằng sếp này nghĩ gì trong khi nó một đống con siêu xe ra. Đúng toàn báo hại cấp dưới, khổ thế chứ lị. Đây thời cơ đến rồi, bọn nó đang tán chuyện không để ý. Đậu xanh lái về đồn cảnh sát. Yo, thế có nghĩa là tôi không phải ăn trộm mà. Cay thế nhở. Cái vấn đề là thêm miếng là cảnh sát lại thuê một thằng mafia gangster nét như tôi cơ chứ. Ảo thật đấy. À cũng không ảo cho lắm, vì mấy bọn ở đây toàn giới siêu giàu nên cũng chả lạ lắm gì thế giới ngầm đâu. Đó các bạn thấy mẹ, toàn siêu xe hàng khủng như thế này thì mất một con xe có đáng là bao đâu mà. Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là tôi đã được 80% của con Rolls Royce vàng rồi anh em ơi. Mà xong mỗi nhiệm vụ anh em sẽ tăng 20%. Có nghĩa là xong một nhiệm vụ này nữa tôi sẽ... Còn cái gì nữa, tôi sẽ tán đổ mọi cô gái trong cái game này bằng cái sự giàu sang của mình. Cánh cửa của giới nhà giàu đang dần dần hé mở để chờ đón tôi. Và chỉ cần xong cái nhiệm vụ này nữa thôi là... Trời má mẹ, tôi cực kỳ ghét cái nhiệm vụ lái xe đầu kéo trong cái game này. Và mẹ đi chậm không khác gì con rùa bò luôn. Later. Nhưng mà dù có chậm có khó đến mấy thì cuối cùng tôi cũng đã xong rồi.
Và các bạn còn nhớ cái vị trí đắc địa này không? Nó không dùng để xây nữ thần tự do hay là để xây lâu đài tình ái, mà nó dùng để xây nhà rửa xe. Đúng rồi đấy, chỗ để rửa xe các bạn ạ. Có lẽ bất động sản trong game này rẻ thật. Thảo nào, dân lại đi siêu xe. Thời khắc bây giờ cũng đã đến, để xem nào tôi có được lái con Rolls Royce vàng này không, hay là chúng nó lừa tôi. Oh my god, let's fucking go. Không thể tin được tôi làm công việc tay chân mà lại có được Rolls Royce vàng, trời ơi. Đúng là điều này chỉ có thể xuất hiện trong game mà. Đã đến lúc rồi, tôi sẽ cua toàn bộ phụ nữ trong cái game này. A few inches later. Ấy rồi em ơi, lên xe nào, lên xe nào. Quên, mình phải đổi sang buổi đêm mới đúng chứ, ban ngày làm gì được. Đó, ôi giời ơi mẹ. Ta có rất nhiều tiền, ta có thể làm cho nàng đẹp lên rất nhiều. Lên xe đi cơ. Ok, lên xe đi đâu má. Anh em ơi, con gái trong cái game này hoàn toàn vô cảm với sự giàu sang. Chứ có cái mẹ gì nữa, trong game này thằng nào cũng đi siêu xe, vãi cả cảnh sát. Thế thì giàu làm cái mẹ gì, trời ơi, đến cả tình yêu cũng không có. Thân là một mafia mà mẹ tình yêu không có. Đấm nhau còn không biết đấm. Đó, anh em có thể thấy chúng ta không hề gây một sát thương nào từ việc đấm đá, mà mẹ tổ sư thằng cha này cao thế. Lấy theo. Đấm nhau không biết đấm, tán gái không biết tán. Giờ có lẽ tôi phải dùng con bài cuối cùng. Giờ có lẽ đã đến lúc tôi sẽ tàn sát hết tất cả bọn này. The time has come. Bố sẽ tàn sát hết tất cả chúng mày. Thằng áo đỏ này, mày sẽ là nạn nhân đầu tiên. Wait, what? Con mẹ game này. Mày đứng mà cố gắng tỏ ra phế vật như vậy chứ, đậu mẹ. Ok, được rồi, đậu xanh. Thì ra mấy bọn này không phải bất tử mà là do kỹ năng ngắm của tôi có vấn đề. Nhưng xét về bắn tâm rồi nhá, thì chúng mày... Nào, ra hết đây một mạng. Hai mạng. Nào, ba mạng. Úi giời. Thằng... bốn mạng. Úi giời, tôi có thể khử bọn này một cách dễ dàng. Chỉ cần một viên đạn có thể nổ tung được ô tô và một sức chịu đựng như người ngoài hành tinh của mình, thì các bạn biết rồi đấy, cảnh sát đã trừ sạch sao của tôi. Yeah, và tôi hết bị truy nã ngay lập tức. Mấy bọn cảnh sát này cũng khôn phết đấy chứ. Biết mình không thể đối chọi lại với một quái nhân, thế là thôi, bỏ luôn. Quá thực tế, và cứ thử hỏi xem, nếu mà tự nhiên có một thằng quái nhân xuất hiện tại trái đất này thì chỉ có nghe theo lệnh nó chứ ngu gì mà bật lại, đúng không? Lấy theo. Yeah, và các bạn thấy đây, cho dù tôi có giàu đi chăng nữa, có mạnh mẽ đi chăng nữa, có sức mạnh khiến đối thủ về với đất mẹ ngay lập tức đi chăng nữa, thậm chí là điều khiển thời gian theo ý thích, nhưng tôi vẫn không có chỗ đứng trong trái tim của em. Vô dụng vơ cơ lờ.